thằng John nhá, thằng John là hai lần F0 mình nói thẳng mọi người, nó hai lần F0 là lần nào mình cũng nói chung là uống nước với nó hay là ngủ nằm với nó luôn ấy, nhưng mà mình không bị đấy, mình nói mình bất tử. Có một hôm nào đấy, một hôm đẹp trời bất tỉnh luôn, bất tỉnh nhân chữ luôn. Hiện tại thì Kiên có rất nhiều tin nhắn và rất nhiều bạn hỏi là lịch live của Kiên vào giờ nào và vào ngày nào. Ok, và bây giờ mọi người có thể nhìn bên phải màn hình đấy, Kiên live vào lúc 18 giờ hàng ngày ở trên Buja, vào lúc thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Kiên sẽ nghỉ thứ 5 nha mọi người. Và đặc biệt là ngày thứ 3 và ngày thứ 7, Kiên live là Kiên sẽ có tạo custom cho mọi người chơi phòng và nhận được kim cương. Một là những người mà đã giết Kiên nhận được kim cương, hoặc là ai sẽ được top 1 để được kim cương cho mọi người. Còn điều đặc biệt hơn nữa, bạn nào muốn lên kèo solo 1-1 chốt bại không, cứ comment ID vào đây, lên kèo gì chơi kèo đó. Kiên không ngán một ai, trùm qua sót thế giới mà. Hãy nói giỡn vậy thôi chứ, ai muốn solo hay là ai muốn bán tự chiến với Kiên, cứ comment ID vào lên chơi nhá. Và đặc biệt nhớ tại Buja về và chơi cùng Kiên đấy. ID HeavyGame74 luôn chào đón mọi người. Ok. Game74 ở trong tâm trí của mọi người. Đó. Trời ơi, ho mà muốn lòi cái họng nó ra luôn á trời. Mình em buổi đêm là nó hết kín lắm, nó không ngủ được luôn á. Anh chỉ ho đúng không? Ho tới sáng luôn á. Như anh, nếu mà trước anh bệnh á, anh chỉ hơi đau cổ, xong rồi sau đó là sốt xong rồi ho xong mất vị. Em là đầu tiên là em sốt lên 42.7 luôn. Gì? Sốt cao vậy á? Sốt lên 42.7 luôn, xong rồi ngày mai lại là xuống lại 39 độ. Xong rồi 38 lên lại 40. Là trong vòng 3 ngày. Đấy, xong rồi bắt đầu là là test không ra nha em. Là test không ra nha, xong rồi tự nhiên em khỏe thì test ra. Đấy, ngày em khỏe là bị test ra là lúc đó là em bị gọi là đáng hồng. Ho từ ngày đó tới giờ luôn. Vô. Có thằng nào nhảy đây không ta? Có một team mà anh ở bên nó nhảy đằng sau à? Một team luôn hả? Ê, có người chiếm cho bạn đấy anh ơi. Ôi dồi ôi. Ok. Ôi xong. Em không có súng, em không có cây dao à. Đi bay nó. Cứu anh. Thi Ngọc, cứu anh. Nghe mọi người kể F0 nghe sợ đấy nhở? F0 mà, hả? Nhưng mà em chưa bị, chưa F0 lần nào. F1 em thì có rồi nhưng mà F0 thì chưa. Nghe kinh dị vậy. Ai cũng rồi cũng sẽ bị thôi em. Không, em bất tử giữa dòng đời anh ạ, em bất tử. Trời ghê chưa? À, đúng rồi. Những người hay nói bất tử như em đấy, anh nói đấy. Anh tiếp xúc 16 F0. Anh tiếp xúc 16 F0 trong 20 ngày, anh không bị luôn. Thằng Kiên trời ơi, anh bất tử vừa nói xong câu đó qua ngày mai bị luôn. Cô nào cái chị kia cũng nói bất tử rồi, lo cái gì, bất tử xong rồi qua bị lại luôn. Có thằng anh đâu á, mẹ nó cầm bắn anh. Ok, em vào đây. Anh thấy 3-4 thằng vậy. Nắp dùng Ok. Góc ạ. Nó ngồi đâu vậy? Ngồi trong góc anh em. Ui da. Ui da, Thiên Ngọc, ai da, cứu anh. Thằng quỷ này rồi nãy giết anh, bây giờ nó đòi giết anh nữa. Quỷ. Mày à bưởi, mày giết tao hả? Mày biết ở đây có ai không? Có mặt Thiên Ngọc lên. Thằng quỷ này, tao mày giết mày. Rồi xong. Ui, cảm ơn Thiên Ngọc. Sợ đen thế nhở? Ở đâu Kiên? Em xong rồi, anh 200 xu rồi, Kiên đi cứu đi. Em có xu. Cho bình máu đi, chết. Wow. Ôi trời ơi. Kiên lòi cổ họng ra rồi. Nói vậy cho các bạn cũng coi cẩn thận. Này nó cũng có kiểu. Mình cũng từng kêu bất tử các bạn à. Xong mình bất tỉnh vì Covid luôn. Mình đã từng nói bao nhiêu lần mọi người.
thằng John nhá, thằng John là hai lần F0, mình nói thẳng với mọi người, nó hai lần F0 là lần nào mình cũng nói chung là uống nước với nó hay là ngủ nằm với nó luôn ấy, nhưng mà mình không bị đấy, mình nói mình bất tử. Ai ngờ mình mất tỉnh luôn. Ai ngờ vào một hôm nào đấy, một hôm đẹp trời, mất tỉnh luôn, bất tỉnh bất tỉnh nhân sự luôn. Mà sốt thì lên 42 độ mấy thì hơi kín đấy. Đúng, đúng. Hôm đó vừa lạnh vừa nóng. Mà anh trời ơi, nhiệt độ bình thường của con người chỉ có 36-37 độ thôi. Nhưng 42 là nó quá kinh khủng rồi đó. Anh kể cho hành trình Covid của anh nó cũng nhanh lắm. Nên là không có cũng gì ta. Ban đầu là anh cảm thấy hơi đau họng. Hơi đau họng ngày đầu tiên nha. Ngày đầu tiên là anh đau họng. Rồi ngày thứ hai là anh bắt tối lại là anh bắt đầu sốt và đau họng, là đêm đó anh sốt luôn á, đêm đó anh sốt nặng luôn, anh sốt mà khó, vừa sốt vừa khó thở nữa. Ngày mai anh sốt nhẹ đau họng, ngày mốt thì hết sốt nhưng mà còn đau họng, nhưng mà test ra đúng không, ngày mốt nữa đau họng rồi xong hết. Em là test không ra 3 ngày sốt đấy, test không ra trong ngày khỏe rồi thì anh Huy bảo khỏi cái test đâu. Em bảo là test cho chắc đi, tự nhiên ngày khỏe thì test ra. Nhiều kiểu gì? Ôi, ai nói gì? Đâu vậy? Không có súng. Em không có súng, chết à. Trời ơi, cay thế à. Đi cứu. Kiên có xu cứu đi. Em có 300 xu à. Anh ok à, thôi anh tới anh giết bọn này đã. Có một thằng không anh? À có một đứa gái hả? Anh thấy rồi nè. Anh bảo chơi game với game bài tư bắn ghê gớm lắm. Trời ghê chưa? Knock 1. Trời ơi, muốn lồi phổi luôn. Kiên bất tử. Đi rồi, chạy đi đâu? Kiên là kiên bất tử. Đi thi rồi. Nhanh. Má chiếc xe gì chạy khó gì vậy? Nó có chỗ nãy nhảy. Rồi, được rồi, đúng rồi. Hãy xíu, không có gì phải không rồi. Rồi, xin con chú nha. Chưa gì bắn là chục kill rồi. Ngại quá. Lúc này bắn với chị Suna bảo là lên đây ngay cái cối xe gió con người. Lên đây không biết bao nhiêu cái cối xe gió luôn. Cái bộ nó xoay luôn. Ui đông. Bắn nhau ở đâu vậy? Trên em này. Kiên ạ. Rono nhưng mà Rono bây giờ hồi thời gian bao nhiêu ta? À nhắc nhớ, nay anh mới đi qua bên phòng bên công ty phòng anh Vũ chơi á, vừa qua chơi cái xong rồi về nghe tin anh Toàn bị F0. Đứng đó. Đây em đứng đây mà. Nhà kìa. Còn cái này. Thấy em, trời ơi, thật tiên. Nó chạy bao bên này, chạy bao bên này. Kiên kia ngoài chỗ cũ. Xe bán hàng. Mấy bán hàng đúng không? Ok. Nó đang bán hàng. Ok. Nó ngồi đây nè. Ôi bị không bắt tâm kìa, câu được này, bật keo câu được này. Dương ơi, còn một mình nó à? Rồi xong, Tiên Ngọc giết luôn. Ơ, thế là nó cãi mạng của em rồi à? Anh của bắn knock 1 rồi mà. Không qua được đâu, Chẳng hả? Trung tim chứ. Trời ơi, phải thế chứ, thấy bắn với em top 1 chứ anh. Trời ơi, bắn
Ơ kìa, chúng mình lại gặp nhau rồi. Các bạn nghĩ clip này là... Vậy là chấm hết rồi đúng không? Không 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 không. Clip này vẫn còn, nếu như các bạn không ấn nút đăng ký và bật chuông thông báo lên, mỗi khi ra video các bạn là người xem đầu tiên. Không thôi là Kiên ngồi đây và nói tiếp với mọi người. Không 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 không. Bye 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 mọi người nhá. Team cho mọi người và Kiên nhá.